Chào tất cả bác. Hôm nay vào kho lấy một cục súp ra làm cho bác. Trong mùa nắng nóng này là có những cái video chia sẻ cho bác về cách chọn súp và mua súp trên thị trường. Các bác đừng đón chờ hết cái video này, sẽ có những cái chi tiết rất là đặc biệt, đó là bên em sẽ cùng khám phá hết các cái nội thất của những cái dòng súp nhập khẩu Trung Quốc, xem nó có khác biệt gì so với những cái dòng lắp ráp tại Việt Nam hay không. Thì đây thì em sẽ làm về một thương hiệu, các bác nhìn ở trên cái vỏ hộp này các bác cũng dễ hình dung ra rồi. Đây là một thương hiệu của Boss. Đấy, của Boss, và có súp có model đó là súp 1200. Và bây giờ bắt đầu tiến hành đi vào và tháo toàn bộ ra. Đấy, đập tung con này ra để xem có những cái gì bên trong nha. Em và các bác cùng đi đập hộp của con súp này. Và hôm nay một cái video này là sẽ có những cái bước đánh giá sau. Đó, thứ nhất đó là cho bác cùng biết đây là cái dòng bốt gì. Thứ hai là cái dòng bốt này và cái dòng bốt rẻ tiền hơn nó sẽ như nào. Thứ ba là cho bác cùng kiểm tra và cách nhận biết để mua súp ở trên thị trường. Và em hiện tại em đang đập hộp, đó là một cục súp nhập khẩu thùng xốp. Đấy, có những cái dây nguồn và xốp ở bên trong. Nhập khẩu thùng xốp đối với một sản phẩm này. Và bắt đầu em sẽ tiến hành tháo và toàn bộ cho bác cùng xem cả nội thất lẫn như bên ngoài và bên trong của con súp súp bốt này. Như các bác biết thì đối với dòng súp bốt thì tại hiện tại những cái năm trước đây thì nó là những cái thời kỳ đầu của những cái dòng súp loa siêu trầm. Trước tiên thì phải kể đến bốt là đầu tiên. Những cái dòng loa siêu trầm của cách đây tầm 5-6 năm thì đây là cái dòng những cái dòng đời đầu mà đã về được Việt Nam để các bác cùng cảm nhận được qua mà loa siêu trầm nó có tác dụng lớn như thế nào đối với một bộ karaoke gia đình. Đấy, thì vì thế là dòng bốt này luôn luôn là có thương hiệu từ kể cả những năm gần đây, em cứ tháo ra. Kể cả những cái năm gần đây và những năm trước, có khi là cả tương lai là con này nó vẫn như vậy thôi. Nhắc đến dòng bốt người ta nghĩ ngay đến những cái dòng súp bốt, loa siêu trầm bốt. Tiếng chất âm cực sâu và tiếng đánh mềm mại đấy. Để lực thì nó là B3 sẽ lực hơn, nhưng mà để tiếng mềm mại hơn thì con bốt này lúc nào cũng hơn đấy. Và bây giờ em sẽ bắt đầu tiến hành cho bác cùng xem. Con bốt này hiện tại bên em đang có giá cực kỳ tốt. Và vì nó là dòng nhập khẩu nên giá hiện tại về đến đây đó là giá là 2.400.000 đồng. Cho bác cùng xem qua một chút đã. Cho bác cùng xem qua những cái chữ này của dòng nhập khẩu này, rất là sắc nét và made in Mexico đấy, làm theo công nghệ của Mexico và được sản xuất tại China. Đấy, sản xuất tại China. Và bây giờ em sẽ tiến hành tháo ra cho bác cùng xem. Một dòng súp bốt sần đấy, đời cao là sần. Tại sao người ta thường bình thường nếu mà các bác hình dung ra là súp 1200 thì là súp bốt bóng hoặc bốt nâu đúng không ạ? Nhưng bốt bóng thì rất là hay xước nên là người ta phải có một cái kiểu cải tiến mới hơn và hiện đại hơn, đó là súp sần. Đấy, thì nó để trong nhà nó nhìn cảm giác vẫn khỏe khoắn và chất lượng súp nó ra vẫn vậy. Đấy, hình thức súp vẫn vậy. Đấy, chất lượng. Và cách nhận biết bên ngoài như em đã nói rồi, hàng cao cấp hàng của nó thì sẽ có hai đầu tín hiệu khác với kia. Các bác có nhìn thấy không ạ? Ba đầu tín hiệu, đây là hai này. Và nguồn của nó sẽ dài hơn. Đây, nguồn rất là dài đúng không ạ? Hình chữ nhật rõ hẳn. Còn đây thì sẽ là nguồn vuông. Đấy. Các bác bảo, nhiều bác bảo là sao bên em bán cái dòng súp bốt này lại cao đến vậy. Thì em chia sẻ với các bác là bên em bán cả dòng rẻ, cả dòng cao cho bác nhiều sự lựa chọn hơn. Cao hơn thì nó phải có cái gì khác biệt đúng không ạ? Cao hơn thì nó phải là chất lượng nó phải tốt hơn. Và là dòng nhập khẩu thì các bác được đảm bảo hơn về cái chất lượng của nó. Đấy. Thì rất là ít chỗ có thể tháo ra cho bác cùng xem mạch như thế này. Thì bên em sẽ đáp ứng và giải đáp mọi nhu cầu của các bác khách hàng. Trước tiên các bác nhìn vào mạch của một con súp cao cấp thì nó sẽ là như thế nào. Vì mạch màu xanh là tụ, các bác nhìn này, tụ cực kỳ to. Nếu mà các bác nếu mà đã đi theo dõi và đi so sánh rồi thì rất là ít nơi bán được những cái cục súp này, chỉ người ta chỉ bán những cái súp vòng Việt Nam liên doanh đấy. Những cái tụ này người ta sẽ bơm keo hẳn vào này, thì khi mà đánh súp ấy người ta sẽ chắc chắn hơn và không bị rung lay chuyển. Sò thì sò Toshiba đi rồi, sò Toshiba to luôn nhá. Các bác để ý sò cho em. Nếu mà các bác mua những cái dòng súp bốt rẻ khác thì các bác để ý sò cho em. Sò nhỏ hay sò to, và tụ này. Các bác nhìn tụ này. Đấy, các bác cứ so sánh tụ với của em và bật cái video này lên và so sánh với tụ mà các bác đã mua những cái cục súp ở cơ sở khác xem nó như thế nào. Và tại sao giá thành nó đắt hơn thì các bác biết rồi đấy. Đây là nguồn xuyến rồi, đúng không ạ? Nguồn xuyến và những cái dây rắc của nó đi này.
Đấy, dây cắm vào loa này. Đấy, dây cắm vào loa rất là đầy đủ, bộ tép bát, bộ mạch công suất đấy, và những cái bước đi của con này cực kỳ đảm bảo an toàn cho bác đúng không ạ? Con chống cháy này. Đấy, con chống cháy. Đấy, những cái vỉ nguồn nối kết nối với dây rắc đều có những cái ống gen để bảo vệ. Dây rắc thì đi kết nối nói chung là đẹp, dơ lem đen chuẩn luôn. Nói chung là chuẩn. Đây là một mạch chiếc mạch súp mà khá là ưng ý đối với cái sản phẩm súp bốt này. Đấy, và cùng cho các bác test chất âm thử con này nhá. Hiện tại con này bên em đang có giá cực kỳ tốt, giá nhập khẩu về đến Việt Nam đó là 2.400.000 đồng cho bác. Đấy, còn đâu những cái bốt rẻ này bên em chỉ bán rơi vào tầm 1.750.000 đến 1.800.000 đồng tùy theo giá cả thị trường đang lên hay đang xuống. Đấy là hai dòng bốt rẻ em đã so sánh cho bác. Đấy, dòng bốt rẻ thì nó là nguồn vuông. Và thị trường gần như 100% người ta bán những cái dòng bốt nguồn vuông các bác nhá. Nên là các bác mua hàng phải để ý cho em. Đấy, tại sao nó rẻ phải để ý cho em cái nguồn vuông này. Có thể những cái nơi nhà cung cấp bán hàng khác người ta bán nguồn vuông bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm. Sò bé tụ bé nữa thì nó còn rẻ nữa, nên các bác phải để ý, cực kỳ để ý về cái vấn đề này các bác nhá. Đấy, ba đường tín hiệu con này thì bên em đang bán là 1.750.000 đồng. Đấy, các bác là muốn trải nghiệm súp bốt thì vẫn có những cái dòng giá rẻ hơn, phân khúc thấp hơn cho bác. Và bây giờ em sẽ bắt đầu tiến hành lắp dép và ghép vào để test chất âm cho bác xem dòng bốt này nó có những cái ưu điểm và nhược điểm gì về cái chất âm của nó nha. Đấy, em mang đam ra đây để test thử. Dòng bốt vẫn là vậy thôi, về hình thức của con này thì nó rất là đơn giản nhưng mà nó có một cái gì đấy mà làm cho mình cảm nhận được con này nó sẽ đánh cảm giác như tiếng rất là êm đúng không ạ? Một sản phẩm là đen đen mọi mặt nhưng mà có một cái logo ở giữa, rất là đơn giản, nó không cần cầu kỳ đâu. Đối với dòng bốt nó không cần cầu kỳ đâu, và nó quan trọng là thiên về cái chất âm là chủ yếu. Đấy, nó chỉ có những cái đường kẻ này, đấy, đường kẻ hai bên, đấy là một cái logo ở giữa, cực kỳ đơn giản. Đối với dòng bốt, và bây giờ em sẽ bắt đầu tiến hành test chất âm. Đấy, các bác muốn là đơn giản thì sử dụng dòng con bốt này. Đấy, một con súp bốt. Đây các bác cùng xem nhé. Khi mà bật công tắc lên, một lúc sau nó sẽ đóng dơ le. Những cái dòng đóng chậm như thế này là thường là dòng dơ le rất là ổn định luôn. Còn đóng nhanh thì thường dơ le sẽ là dơ le kém. Đấy, bên em đã trải nghiệm qua cực kỳ nhiều súp và bên em là phân phối súp rồi, nên các bác em sẽ tư vấn được cái gì cho các bác. Bắt đầu tiến hành nha. Test chất âm cho bác mình xem nghe nhé. Trực tiếp thì em sẽ thử bằng cái chiếc điện thoại. Em sẽ thử bằng chiếc điện thoại cho bác cùng xem. Ok. Các bác nghe gần như em mới tăng tầm này nhé. Tần số chưa tăng này. Các bác đeo tai nghe vào. Tiếng thông hơi nó sẽ ra đằng sau. Thiết kế của thông hơi nó sẽ không phải ở đằng trước. Và các bác có thể ra đằng sau các bác. Đây, các bác cùng nghe qua. Em sẽ để xa hơn để các bác có thể biết là con này sẽ đánh được theo cái tần số. Nó không đủ, không cần lực và khỏe, nhưng khi mà kết hợp với cái bộ dàn ý, và cái tiếng chất âm tiếng sâu của nó ý, đấy thì các bác có thể nghe cực kỳ rõ và cực kỳ đơn giản. Hôm qua anh em đóng hàng xong rồi vẫn hơi bừa bộn một tí nên các bác thông cảm. Đấy, tiếng của nó rất là sâu, kết hợp với những cái đôi loa full 30 hoặc là đôi loa treo 25 cực kỳ hợp lý. Cho bác còn test chất âm nhẹ cho bác tầm rơi vào tầm 1 phút, các bác cũng có thể cảm nhận qua được cái chất âm của con súp này. Và em thông báo với các bác đó là sản phẩm này súp bên em nhập khẩu nguyên thùng nguyên chiếc nội địa, giá hiện tại tại cửa hàng là 2.400.000 đồng. Đấy thì giá cực kỳ tốt đối với một sản phẩm nhập khẩu như thế này, nên các bác nào mà muốn trải nghiệm những cái dòng súp này thì hãy liên hệ trực tiếp bên em nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.